Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thì như quý vị cũng thấy là trên tay tôi có những cái sản phẩm như thế này. Có một vị khách ở khu vực Đồng Nai gửi cho chúng tôi một số cái mẫu như thế này, vừa thanh tròn vừa chút chốt. Mời quý vị xem. Đây là gỗ vuông. Sau khi mà chúng ta cắt ra thì chúng ta sẽ dùng cái thiết bị nào để chúng ta chuốt tròn và có thể sử dụng làm cái chốt trong cái nội thất. Đây là chuốt tròn với đường kính này là 6mm. Đây là chuốt chốt với đường kính là 8mm. Đây là chuốt tròn từ thanh vuông mà chúng ta sẽ chuốt ra. Còn nếu ví dụ như một cái thanh gỗ như thế này thì chúng ta sẽ chuốt ra được nhiều thanh tròn nhỏ. Như quý vị cũng biết là trong nội thất của chúng ta đó, chúng ta cũng sẽ có một số cái phần mà chúng ta gia công về cái mộng để định vị cho cái sản phẩm của chúng ta. Và cũng một số cái phần mà chúng ta sẽ gia công chốt vẫn còn cho cái phần mà ghế hoặc là bàn hoặc là tủ tùy theo cái nhu cầu trong nội thất. Hiểu thêm một cái thiết bị mà chuốt tròn và chuốt chốt trên một máy để chúng ta dùng cho nó năng suất cao hơn nhưng mà tốc độ nhanh hơn, đầu tư thì chỉ một lần. Và bây giờ mời quý vị theo chúng tôi để chúng tôi giới thiệu một cái máy có thể sản xuất ra những dòng sản phẩm này. Mời quý vị. Như quý vị cũng thấy là chúng ta ở đây chúng ta có một cái mặt bàn mạ chrome với kích thước rộng là chúng ta có là 160mm, còn gọi là 16cm. Và kích thước bàn làm việc của chúng ta, phôi của chúng ta có thể rộng là 100mm. Và kích thước đưa phôi, đè phôi của chúng ta là 120mm. Và như quý vị biết là trục trên chúng ta đã có một trục trên và trục dưới. Chúng ta sẽ có một cái trục dưới thì quý vị thấy là chúng ta phía trong chúng ta sẽ có một cái bộ dao ha. Trục dưới chúng ta một bộ và trục trên chúng ta có một bộ. Và với một cái kích thước dao như thế này á, thì hiện nay chúng tôi đang có ở dao này là 30mm. 30, ví dụ như chúng ta muốn chuốt tròn 34 thì chúng ta sẽ thay một cái bộ dao 34. Chúng ta muốn chuốt một cái kích thước là 6 ly thì chúng ta sẽ thay cái bộ dao với một cái kích thước là ra phôi thành phẩm là 6mm. Mỗi một kích thước như vậy chúng ta sẽ thay phía trên một bộ và ở phía dưới một bộ. Và với một cái tốc độ của máy này, tại sao mà chúng ta lại nói là máy chuốt chốt, còn gọi là máy chuốt tròn tốc độ cao. Tốc độ đưa phôi của máy này thì đạt độ là minimum là 4m/s và maximum là 20m/s. Nhưng thường như vậy thì chúng ta khi có tọa tải chúng ta đưa phôi thì chúng ta sẽ đưa với tốc độ là từ 12 cho tới 15 m/s thì nó sẽ hợp lý hơn với một cái máy như thế này. Và máy này là ví dụ như chúng ta sẽ nhà máy đưa ra một cái thông số là từ 5mm cho tới 100mm. Nhưng ví dụ như mà sản phẩm của chúng ta khi chúng ta ra được cái sản phẩm là maximum là 30 thì chúng ta sẽ sử dụng một cái motor là 7.5 HP. Còn nếu ví dụ chúng ta muốn 90mm hoặc là 100mm của cái tròn, của cái khi mà chúng ta chuốt tròn thì chúng ta sẽ optional lên là khoảng là 10 HP hoặc là 12-15 HP, tùy lúc mà chúng ta yêu cầu thì nhà máy sẽ làm theo cái phần mà đường kính khi mà ra phôi thành phẩm là bao nhiêu. Đó là một vài thông tin của máy. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy.
Mời quý vị xem đây là một vài cái sản phẩm của chúng ta sau khi thành phẩm sử dụng của máy chuốt tròn tốc độ cao hoặc là chuốt chốt tốc độ cao. Phôi của chúng ta ra chất lượng đạt tuyệt đối, rất là đẹp, mịn. Đây là kích thước 6 ly tròn. Còn đây là chút chốt. Chúng ta sẽ thay những cái bộ dao để chúng ta ra những cái sớ như thế này. Chúng ta sẽ thay dao. Thì như quý vị thấy là một bộ dao của chúng ta như thế này. Dao này chúng ta sẽ có hai mặt ha, mặt trước và mặt ở bên hông. Thì nó ra như thế này thì nó mới ra được cái thanh tròn của chúng ta. Đó là một vài thông tin Thượng Nguyên muốn chia sẻ đến quý vị, để biết quý vị chọn những cái thiết bị nào hợp lý với mức đầu tư cho nhà máy của chúng ta. Và một lần nữa tôi thay mặt cho ban giám đốc và anh chị em Thượng Nguyên cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên, và chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Cảm ơn quý vị.